Và bây giờ chúng ta cùng xem thành viên nào sẽ phải rời khỏi đội hành ca. Xin mời đội trưởng Trang Nhung. Thưa quý vị, như vậy là Bảo Uyên của đội nữ ca sĩ Trang Nhung là thí sinh sẽ rời khỏi đội và Bảo Uyên sẽ có mặt ở đội hình của đội trưởng khác. Xin cảm ơn bà. Thành viên nào sẽ phải rời khỏi đội Hương Lúa? Xin mời quyết định của đội trưởng Nhật Kim Anh. Thưa quý vị, như vậy băng cương của đội nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đội Hương Lúa sẽ chia tay đội mình và sẽ có mặt trong đội hình của ca sĩ khác. Xin cảm ơn bà. Thành viên nào sẽ phải rời khỏi đội Chanh Chua của đội trưởng Phương Thanh? Xin mời quyết định của chị Phương Thanh. Đăng Nhật Tuệ của đội nữ ca sĩ Phương Thanh là thành viên sẽ rời khỏi đội và Tuệ sẽ có mặt ở đội hình của đội trưởng khác. Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đội trưởng Nguyễn Hưng đã giúp cho đội mình đã giành được vị trí đầu bảng trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn hỏi anh là cái quyết định của anh như thế nào? Hôm nay chúng ta thành công, thắng không kêu, thua không nản. Hãy cùng với Nguyễn Hưng tiếp tục bước vào vòng trong để bước hành trình với chương trình Biến Đổi Tài Năng. Thưa quý vị, như vậy là đội trưởng Nguyễn Hưng đã quyết định là giữ lại tất cả những thành viên của mình. Và một lần nữa xin được chúc mừng đội H5 của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta là ba thành viên vừa phải rời khỏi đội của mình. Đó là Bằng Cường, Bảo Uyên và Tăng Nhật Tuệ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại Bằng Cường. Hãy cho chúng tôi biết vị đội trưởng nào sẽ nhận Bằng Cường về đội của mình. Xin mời. Như vậy là chúng ta thấy có nữ ca sĩ Phương Thanh và Trang Nhung đã bấm chuông để chọn Bằng Cường về đội của mình. Bằng Cường, hãy cho chúng tôi biết là bạn sẽ quyết định về đội của đội trưởng nào. Mình may mắn khi mà được chị Nhung và chị Thanh chọn Bằng Cường. Ai cũng rất là giỏi, ai cũng rất là tài năng. Hôm nay thì thôi, Bằng Cường xin được về với chị Thanh ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ về với đội của nữ ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, do Bảo Uyên là thành viên cũ của đội hành ca nữ ca sĩ Trang Nhung, cho nên là cô ấy không thể quay trở về với đội của mình, mà sẽ là thành viên mới của đội nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đội Hương Lúa. Và điều đó có nghĩa là Tăng Nhật Tuệ sẽ là thành viên mới của đội hành ca của nữ ca sĩ Trang Nhung. Xin chúc mừng bạn.